Xin chào các bạn. Sau video lần trước của mình về trải nghiệm những sản phẩm chăm sóc toàn thân cho nam thì mình thấy rằng mọi người khá là quan tâm tới chủ đề này. Cho nên trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm một dòng sản phẩm sữa tắm đến từ một thương hiệu của Việt Nam nhé, Manology. Lý do mà mình mua những cái dòng sản phẩm sữa tắm của Manology về trải nghiệm đó là hôm trước vô tình mình có xem được một MV âm nhạc của hãng thì mình thấy khá là thú vị. Manology tức là men không lo gì, nghe khá là hay ho, cho nên là mình quyết định mua men không lo gì về trải nghiệm xem là nó có ra gì hay không. Và đây thì mình đã mua đầy đủ tất cả những cái mùi hương cũng như là tất cả các dung tích của hãng về để trải nghiệm luôn cho nó máu. Thì trước tiên khi mà nói về phần packaging, nó được làm theo một hướng cứng cáp và tối giản, thì có thể là anh em nào theo cái phong cách tối giản sẽ thích hơn mình chăng. Còn với phần label được in ở đây thì tất cả những thông tin bạn cần biết sẽ đều được hiển thị bằng tiếng Việt nha, một điểm cộng. Và ngoài ra với mỗi một mùi hương chúng ta sẽ có một câu slogan riêng, chỉ lùi bước khi lấy đà này, chần chừ là nói với thất bại này, để cái gì nữa đây, cơ hội đến bất ngờ không cho ai bất động. Chắc đây là những cái gọi là những cái gọi là tinh thần mà hãng muốn truyền tải tới một người đàn ông chắc. Và sau khi trải nghiệm cả 3 chai sữa tắm đến từ Manology thì mình đánh giá rằng hiệu năng sử dụng của nó khá là ổn nhá. Mùi hương làm theo một cái hướng nó dễ dùng, nó nam tính. Bên cạnh đó thì mình thấy sữa tắm của Manology tắm nó khá là sạch và phần nào đó nó cải thiện được cái tình trạng mùi cơ thể. Còn để mà nói sơ qua về mùi hương của 3 chai nước hoa này thì mình sẽ nhận xét chung như sau. Thứ nhất là về cái phần mùi hương nhá. Thì mùi hương của cả 3 chai này nó khá là dễ chịu và trẻ trung nhá. Khi các bạn bật nắp ra là các bạn có thể cảm nhận được cái phần hương nó sẽ không phải là cái kiểu nó quá nồng hay là nó quá bị hóa học như một số sản phẩm sữa tắm nam khác trên thị trường. Còn về tông mùi cụ thể chúng ta sẽ nói chi tiết về từng chai nhá. Chai đầu tiên mà mình muốn nói sẽ là Get Ready. Chần chừ là nói thất bại. Mùi hương của chai sữa tắm này sẽ là sự kết hợp giữa đàn hương và tuyết tùng, cân bằng lại bằng mùi bergamot thanh mát. Những anh em nào mà theo một cái trường phái gọi là bụi bặm mà thích một chút gì đó cá tính thì khả năng là sẽ hợp với mùi hương này. Hoặc là với những anh em nào mà theo một cái phong cách đơn giản mà một ngày nào đấy muốn đổi gió, muốn nó có một cái mùi hương nó thú vị hơn một chút thì hoàn toàn có thể thử sang cái mùi hương Get Ready này nhá. Bởi vì cá nhân mình đánh giá rằng đây là một cái mùi hương nó khá là nam tính. Tiếp tới là chai Move Forward, chỉ lùi bước khi lấy đà. Thì mọi người chỉ cần nhìn màu sắc thôi là mọi người có thể đoán được cái tông mùi của nó rồi đúng không? Thì đây sẽ là một cái tông mùi nó theo một cái thiên hướng mà nó nó thanh mát, nó dễ chịu, rất là phù hợp với những ngày thời tiết nắng nóng hay là những ngày thời tiết mùa hè. Và có lẽ đây sẽ là một cái dòng sản phẩm mà nó phù hợp dành cho những anh em nào mà chơi thể thao, dân gymmer các thứ này nọ ấy. Và nhân tiện đây thì mình cũng muốn nhắc nhở anh em rằng anh em không nhất thiết là chúng ta chỉ dùng sữa tắm, chỉ tắm sau khi tập, mà cái việc của chúng ta tắm trước khi tập nó cũng là một việc hết sức là bình thường nha. Bởi vì nó sẽ phần nào ngăn được cái mùi cơ thể của chúng ta, thì khi mà chúng ta đến phòng tập thì sẽ tạo ra được một cái môi trường, một cái mùi hương nó dễ chịu cho những người xung quanh, chứ không nhất thiết phải là tập xong rồi mới về tắm nha. Tắm trước khi tập cũng được. Thì để mô tả sơ qua mùi hương của cái chai Move Forward này thì nó sẽ là một sự kết hợp của cam quýt này, hoắc hương này và cỏ vương bài. Thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái vibe nó kiểu thiên nhiên này, nó thanh mát và có một chút gì đấy nó hơi phóng khoáng một xíu. Đặc biệt nếu như mình nói điều này thì chắc chắn các bạn sẽ rất là thích thú này. Đó là mùi hương của Move Forward nó có mùi hương làm mình liên tưởng đến Creed Aventus. Tất nhiên để so sánh với Creed Aventus thì nó rất là không hợp lý, nhưng quả thực là nó tạo cho mình một cái nét liên tưởng tới mùi hương của chai nước hoa này. Và chai cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là Take Chance, cơ hội đến bất ngờ không chờ ai bất động. Đây là một sự kết hợp hương thơm của bạch đậu khấu này, xạ hương và hổ phách. Cả ba cái thành phần này thì nó đều là những cái mùi hương nó khá là chững chạc nha. Thì đây sẽ là chai sữa tắm mà mùi hương nó sẽ phù hợp dành cho những ai thích một cái sự trưởng thành, một sự chững chạc. Hoặc là các bạn có thể sử dụng mùi hương này để dành cho những ngày mà chúng ta có những công việc mà cần cái sự chỉn chu lịch thiệp. Ngoài ra thì mình thấy Manology có quảng cáo rằng những chai sữa tắm của họ có công dụng ngăn mùi cơ thể lên tới 24 giờ, thì cái này thì mình cũng chưa tin lắm. Bởi vì nhìn chung thì cái này nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố này, nhiệt độ này, môi trường này, bản thân mùi cơ thể của người sử dụng có nặng không này, vân vân và mây mây. Tuy nhiên thì sau khi mà mình trải nghiệm và sử dụng những cái chai sữa tắm đến từ Manology thì mình thấy là nó phần nào nó cải thiện được cái việc mà chúng ta bị mùi cơ thể, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng như thế này. Tổng kết lại thì sau khi trải nghiệm những chai sữa tắm đến từ thương hiệu Manology thì cá nhân mình không đánh giá cao lắm về phần packaging, về phần bao bì sản phẩm. Về mùi hương thì mình nhận xét mấy cái mùi này nó khá là dễ dùng cho nam, phù hợp với từng cá tính cụ thể, hoặc là ai mà nhiều cá tính quá thì mỗi ngày một chai cũng được. Bởi vì nói gì thì nói thì những chai sữa tắm như thế này nó rất là rẻ, thì khoảng đâu đó 100.000 cho một chai sữa tắm như thế này thì anh em phải gọi là dùng tẹt ga luôn. Hiện nay đang có chương trình mua 1 tặng 1, mọi người mua một chai sữa tắm lớn size 630ml sẽ nhận ngay một chai
bọt rửa mặt và cạo râu 100ml. Ngoài ra thì hóa đơn từ 299.000 sẽ được nhận một áo tun tank top phiên bản giới hạn. Thông tin chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả nha. Không biết ở đây những anh em nào đã trải nghiệm và sử dụng những chai sữa tắm đến từ Menology thì có thể comment cho mình và mọi người cùng biết rồi nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký và bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì